Này, bà con nhìn đây này, nó phun này. Đây tia nước của nó bắn ra này. Cái đầu vòi này là chúng ta có thể chỉnh được phun sương và phun mạnh nhá. Đây này. Đấy. Và phun thẳng hay không là cái đầu vòi này chúng ta chỉnh được nhé. Đây là hạt vải ngon để phun sương này. Đấy. Cái máy này thì nó chỉ sử dụng một lần nạp pin cho 150 đến 180 lít hoặc 200 lít là cùng nhé. Chứ nó không phun được nhiều hơn. Bà con lưu ý là cái diện tích chúng ta nhỏ khoảng 5-6 sào trở về thì chúng ta phun cái máy này thì chúng ta phù hợp. Bởi vì nó chỉ phun được khoảng 150 lít đến 180, cùng lắm là 200 lít nhé. Nhưng mà cái này dùng phun là đã nhàn hơn rất nhiều so với cái bình đeo vai. Nếu cái máy phun thuốc nạp điện này mà so với cái bình 18 lít đeo vai này thì chúng ta sử dụng tiện hơn rất là nhiều. Bởi vì chúng ta chỉ pha một thùng phi khoảng 150 lít hoặc 140 lít hay là 160 lít để chúng ta phun một lần thì chúng ta pha vào một cái thùng đấy. Còn đối với cái bình này chỉ được 18 lít thì chúng ta ví dụ 160 lít thì chúng ta phải pha là 8 bình này. Nên là cái thời gian ngồi để pha thuốc và mếch lên vai đeo ở lưng nó rất là bất tiện. Và hai nữa là cái dây nó ngắn này. Cái dây phun thuốc này người ta chế nó rất là ngắn và cái cần của nó ngắn. Thì chúng ta phun là nó thuốc nó dễ nó bay vào người. Và chúng ta hít phải nó độc hại. Và hai nữa là phun là rất là mệt. Rồi chúng ta đeo 8 đến 10 bình ở trên vai trên một buổi là chúng ta làm rất là mệt. Còn cái máy này thì chúng ta phun là chúng ta pha vào. Đây là Hải Vị Ngon thí điểm cho bà con là cái xô. Nhưng bà con pha thì pha vào một cái phi. Cái phi tùy theo bà con phun nhiều hay ít. Ví dụ phun 120 lít, 160 lít hay 140 lít thì chúng ta mua cái phi nó tương ứng số lít đấy để chúng ta pha. Thì chúng ta mà nó lại có cái đảo thuốc. Đây là có cái sục đảo thuốc này luôn. Nên là nó rất là tiện. Nên mà con chúng ta làm vườn chúng ta phải áp dụng khoa học kỹ thuật. Cái gì mà giúp ích cho chúng ta nhiều hơn thì chúng ta đầu tư để chúng ta làm. Đấy, đây là các dòng máy phun mà nạp điện chạy 150 đến 180 lít. Còn đây là cái máy chạy xăng cũ này của Nhật này. Máy này chạy xăng pha nhớt. Cái này là cũng là máy phun thuốc sâu của Nhật, hàng của Nhật. Cái hàng này nó chạy xăng thì bà con pha cứ hết xăng là bà con pha thoải mái. Cứ cho xăng pha nhớt vào đây là chúng ta phun. Đây cái này Hà Vị Ngon đang chế. Đây đầu ra của nó đây. Còn đây là hai cái đầu đây là đầu hút thuốc. Còn đây là hai cái đầu ra, một cái đầu phun và một cái đầu sục. Đây là Hà Vị Ngon mua máy về trong chế lại. Đây máy cũ nhưng mà dùng rất sướng. Đây này, nó có ga mạnh yếu này. Đấy, còn đây là cái đầu hồi của nó này. Giờ chế thêm cái đầu hồi ra này. Đấy. Con máy cũ này thì không phải lúc nào cũng có. Con máy cũ này thì rất ít. Mà nếu mà có nhiều thì Hà Vị Ngon sẽ mua nhiều về để chế và giới thiệu cho bà con nhiều hơn. Vì con này thì nó có thể phun đến 1000 lít thì chúng ta hết xăng chúng ta lại đổ vào thôi. Chứ nó không như con điện này. Đấy, con này dùng cũng rất là thích. Nhưng mà hàng mới thì không có, chỉ có hàng cũ thôi. Đây là số điện thoại của Hà Vị Ngon là 0968 129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội.